Bello, 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 xin chào cả nhà. Hôm nay được một đại ca cho thử cái bộ này anh em nhé. Anh em biết bộ gì không? Tín hiệu AV bắt từ xa luôn. Bắt tín hiệu AV từ xa. Đây chính là cái đầu cắm vào màn nhé. Còn một đầu nữa cậu kỹ thuật đang để tận trên tầng, Để tận trên tầng 2 luôn. Nhưng đây anh em cùng xem tín hiệu này. Mọi người thấy không? Hơi giật. Hơi nhiễu. Đây là đi qua theo nào tủ tường. Đi qua một cái tủ một bức tường và lên tầng 2 nữa. Thì tín hiệu nó như thế này đây. Tín hiệu này tín hiệu thực tế anh em nhé. Cái nguồn là để ổn định rồi đúng không? Hơi nhiễu anh ạ. Đây, để mình lấy lại gần hơn xem nó thế nào nhé. Đây, bây giờ mình mang ngay gần đây. Ngay gần chỗ này chắc bằng khoảng cách một con xe. Tầm hơn 3 mét. Những cái đèn ở hộp ấy xem nó sáng chưa. Đây cả nhà, nếu về gần thì tín hiệu của nó khá là nét, không có hiện tượng nhiễu trước gì cả. Không nhiễu trước gì luôn. Nhưng hôm nay ở trên tầng 2 thì tín hiệu giật tầm ầm. Không phải là giật nhiều lắm nhưng mà gọi là giật nó nhiễu hơn. Nó nhiễu hơn. Cái này mà chạy thẳng thì không biết thế nào nhỉ. Tín hiệu thẳng. Đây nha, để mình test nốt nha. Lên tầng 3 lấy cái dây nguồn kéo vào ngoài sân. Cầm cả cái đồ nguồn này kéo ngoài sân, mở cửa chạy ngoài sân kia rồi. Khoảng tầm chục mét này xem là nó tín hiệu thế nào anh em nhé. Cùng đợi nha anh em. Đây cái này mình để ra ngoài cửa này. Để ra ngoài cửa nhưng mà cũng có hiện tượng giật. Nhìn không ăn thua cho lắm. Từ đây ra ngoài cửa thì chắc rơi khoảng tầm bao nhiêu? 4m, 5m đi. 4m, 5m. Ngay ngoài cửa. Vào đây. Đây. Ở đây nghe. Hôm nay như ta nhìn nó đèn xanh khác hay sao ấy nhỉ? Màu khác không ta? Em con mắt đang để đây nhỉ. Cái bộ này nó kia chắc là tầm 5m. 5m. Gọi cho 5m. Đèn xanh không có nháy nhọt gì cả. Không nháy gì. Nếu như ổn định thì cũng gọi là hơi có rất giật giật một tí này. Hơi hiện tượng giật giật. Thì đây là cái bộ, nó gọi là bộ phát, bộ phát AV nhưng mà không cần dây anh em nhé, không cần AV luôn. Nó khuếch đại tín hiệu, nó phát từ xa luôn. Cũng là một cái để anh em tham khảo. Một số dòng xe chạy dây mà sương sương thì anh em có thể chơi con này được. Nhưng mà nếu như nó mới được xa hơn, nó mới được lên đến cái tầm của bọn xe tải, xe đầu kéo thì ngon. Nó phải tầm 20m. Nhưng con này mà chạy ra 20m thì nghe chừng căng quá.